hiệu đèn King giới thiệu đến khách hàng hai dòng sản phẩm mới là đèn LED hai bay dùng cho nhà xưởng công nghiệp và đèn trang trí theo phong cách hiện đại. Với hệ thống phân phối hơn 500 đại lý trên toàn quốc, các sản phẩm thiết bị đèn LED công nghệ cao mang thương hiệu King được chú trọng về mẫu mã, chất lượng và giá thành hợp lý đã được nhiều khách hàng tin dùng, khẳng định năng lực của các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực sản xuất đòi hỏi công nghệ cao này.